Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay bonsai Đình Vượng lại xuống thăm vườn của em Mạnh Cảnh Tiên ở Thái Nguyên, ở cái khu sân thượng tầng 3 này, toàn những cái phôi VIP cho quý vị nhé. Tối rồi nhưng nhìn vẫn đẹp các bạn ạ, phê lắm. Mặc dù giờ trời tối đã lên đèn, bật điện hết rồi. Nếu ban ngày đủ sáng thì cây nó sẽ đỏ hơn nhiều, nhìn độ già nó sẽ kinh. Nhưng tối nay thì xem vẫn có độ phê, nhìn bóng dáng nét, đường nét của nó. Toàn hàng to đấy chứ, phải nhỏ đâu, thuần pháp rất to. Em khoan này, chị nó lại mắng anh này khổ anh không? Cái gì ở đây uống rượu? Vả bơ mà. Đường nét tay chạy thích thật đấy. À. Cái cổ ngọn nên dẻo chưa? Đấy, những cái đường tay gầm tay như thế này. Con nên kỳ đá chơi nào thôi, con này bệ đẹp thì chả cần phải kỳ đá nhỉ, bệ quá đẹp rồi. Đấy, chậu tàu nhẹ nhàng đúng không, cho lên tầng nó nhẹ nó đỡ để tinh chậu tàu ấy. Đúng rồi, chậu tàu cho lên tầng 3 nhẹ, khiêng đi khiêng lại nhàng. Anh em đi ngắm cây, chốt cây cả đêm quý vị ạ. Đấy, đến lúc cây là sốt lên thì như vậy. Đương nhiên, nhưng mà nó về là một đôi, nếu cây này mà hợp lý giá là vang. Được rồi, ông yeah. Làm việc đây. Đấy. Lỗ. Ông làm việc nào, bây giờ bạn hỏi bạn ấy chứ. Tôi ngại có mẹ. Không có ngại gì, mình là người có tiền thì ngại. Bây giờ bạn này với cả là khoát này. Giao cho thầy rồi đi. Không, coi như là tiền là đến mức độ là bò ăn còn không hết được. À, giờ Mạnh giao cho thầy rồi, thầy cứ bảo chốt là chốt thôi. Để tôi lấy về tôi làm một đôi. Chỉ việc là đếm thôi. Bạn lấy cây anh bao nhiêu để tôi căn cứ ấy. Bí mật, bí mật. Lấy 107. Khiếp nhỉ, toàn đồ. Ghê thật đấy. Lấy hẳn con này đây. Rồi, con 5 thân này, cho nó máu, cho gấu. Con này bao tiền này? Này để em bình. Bình nghe mà được. Hôm đấy mà hai cây ở nhà anh cũng hồng. Thằng Mili gì? Mili con này đẹp. Đẹp. Thằng mới hồng á. Già nhỉ, nghe. Chạy linh tinh cả. Con này trôn chạy. Nhỏ mà có vọ. Con này bán rồi gì? Bán rồi. À. Để cho thằng em. Còn ba vai. Để cho em nó 36 triệu. Đây con này gì? Con này giờ bao nhiêu? Bán cho bạn thì 42 triệu, người khác thì 45, chẳng hạn thế.
Thì có giá ưu tiên đi. Thì không nhả nhẽ là lại bán 36. Gương mày. Chứ. Các anh em ở bên cạnh bán giá. Vẫn thích cây hàng mini. Đưa anh nói này nhân, chú đang đứng truyền thông mà chú lại nói thế là bậy. Mát hết cả cái cửa mình. Phải khéo. Chứ chú nói thế giờ nghe các ông vừa diễn. Không phải bạn bè hơn hắn được 3 triệu. Nó bé cái nào bà con? Còn đi nó khô. Con này nó, dạ. nó hoàn thiện nhanh hơn. Chơi luôn được. Chứ nếu để xịn thì con kia lại có cái gì nó xịn hơn. Nếu mà có tiền thì tao bắt cả 2 cây. Làm thế. Bắt được, bắt được. Nó nhỏ nhỏ khuôn khuôn bắt được. Mặc dù nó chưa xịn hoàn toàn. Nhưng cây này nó sẽ là trạng cây nó nhanh. Nhưng mà nó nhanh đẹp. Nó khi nó ra được chân là như thế mà. Ngọn cây này. Nãy bảo bao nhiêu cái này nhỉ? Bán bao nhiêu rồi nhỉ? 36 à. Đấy, có cái này thì chơi đâu giờ được nhỉ? Đúng quốc tế đấy chứ nị. Ôi giải nhăn nhèo chun ghê như thế này. Cắm những cái dàn phôi của em Mạnh Cảnh Tiên thực sự phê lắm các bạn, toàn hàng tuyển, hàng chất lượng cao. Mạnh kế cây nào hôm nay cứ chốt đi Mạnh ạ. Các anh thích là của anh hết. Đây đây đây, có cái này cũng được cái này. Đấy. Tầm này cây đang nóng lên rất tốt các bạn ạ, đang nóng bỏng, thị trường đang nóng lên. Anh em là cứ đi săn cả ngày cả đêm. Nhưng phải nói vào những mấy cái vườn này toàn đồ chất lượng cao. Hàng đắt sắt ra miệng. Đấy, con này nhìn nữa. Ôi giời, con này già, khiếp chưa? Ai giời. Con này là xịn rồi chưa? Xịn rồi. Bị ảo ghép. Nhìn cứ cục nó sợ ghép. Già thế nhỉ con này. Đẹp. Cây bây giờ đang đỉnh đám nhất Việt Nam của anh Dưỡng là nó vẫn còn đang ghép kìa. Mình đang nuôi phôi thì ghép bình thường. Bạn ghép như thế nào sau này mai cường nó như vậy. Ui cái đường tay này. Toàn là cái đồ giả. Anh Kiết ơi, phải soi cái này cái. Thấy cái này giả quá. Toàn nu gai này. Anh soi lên trên cao cho em cái. Ấy, ui dồi ôi. Cái đèn soi vào cái rõ chưa? Chỉ giả công soi nhá. Được rồi, ok. Cái câu chuyện đấy là mình phải chia sẻ với nhau là lâu không lên. Lâu không sang bởi vì anh xử á. Nếu một vài năm trước, tức là cái nguồn của nó ngay lúc nào cũng năm mua được. Thì tự nhiên một năm thì nó cũng là sẽ bị hợp. Hoặc là ông cũng phải đầy đủ gì đâu. Bản thân mình nó cũng một cái mà nó phải ô cái mặt bên kia thì toàn diện luôn. Gai tự. Không nghĩ là mà.
Ngắm con nào cũng đẹp nhỉ. Con 8. Ở trong con này mịn đấy nhỉ. Xịn sò. Con này xịn sò này. Có cái tay hoành nó nào cũng đẹp đấy. Nó quăng quật cũng ghê. Rồi cái mặt sau là thế nào? Ui mặt bên này phê này. Cũng phê. Đấy, anh em cứ soi, soi cả ngày cả đêm. Đẹp quá, ngắm sướng. Đấy, có cái tay này nó quay quay quăm nhỉ. Ngắm cái vườn cây đã thật. Không mặn mà lắm. Tới đây mai kia xuống cái đồ này. Vâng, đấy. Con này trước của anh đấy, anh nhớ không? Con này trước con trực này không về ông sử dụng nóng không nhớ gì còn đóng bết hết nó dính. Thực ra thì trong cái nó... trong cái năng xanh xi này nếu mà chúng ta nhìn lại vấn đề là của xi Đài Loan ấy. 100% là đóng 10 cây hoặc 8 cây là một, nó ra được một bộ bệ và bộ chân nó được như này. Nó đóng từ chân mà trong, đến thân thà. Mà trong cái đó mình ở đây có một cây lâu hai cây nó đóng được thành như này. Quỳ nhìn rồi thì mà anh bảo này cái tuổi này. Rồi con này. Cái tuổi này nhiều cây mình phải nói với nhau rằng nhiều cây nước ngoài về không đạt. Tuổi quá nhiều năm tháng. Đáng chơi đấy. Quan trọng là giá là cả. Giá là bao nhiêu? Đáng chơi. Đấy. Cái bạn anh bảo cây của tôi thì tôi nhớ là nhiều. Bán nhiều quá. Bán đi là quên luôn. Bán đi là quên luôn. Cho cháu tí tiền lúc đó là quên. Cho cháu tí tiền mặt. Cô chết rồi. Nó không phải chiều khúc mà là của cái ông đấy là người chiều khúc. Ừ, ông Túy Vạn Điểm. Đúng rồi, nhớ ra cây này rồi. Đấy. Của ông Túy Vạn Điểm. Tức là bán lâu lắm rồi đúng không? Tức là cái câu chuyện về cái này nhá. Là rất nhiều anh em ở Vạn Điểm không mua được ở chỗ nhà bạn Kiên Bộ Đầu, mà đến lúc em vào em mua được là với cái duyên mà tức là ông không phải là cái gì mà mình yêu cây không thích, thế là ông để em cho mình. Đấy. Ông nhớ là một tí bạn về hướng kinh doanh thì thực ra thì bạn biết mình cũng được tính là mình lên đường nên là cũng chẳng nhiều. Nhưng mà đúng là mạnh nói ra thì mình nhớ tích của cái này còn không nhớ một cái gì ở cái điểm là mình mua như nào hoặc về cắt sửa gì đâu, nhưng nó già lắm, nó qua nhiều chủ già lắm, tuổi nhiều đấy, già nói chung cái này thì quá già nhiều lắm. Nó còn cái ảnh cũ lúc đấy anh sử về nó cứ gầy guộc, nó nhỏ mà nó nở là chết. Không nhầm nó đang từ số nhà anh Sơn Ô Tô đây, anh sử với nhà Sơn Ô Tô ra đây. Con này anh đã mua ở Ninh Bình về anh giờ lộ ngấu rồi nhỉ. Ngấu rồi, ngấu đẹp, ngấu xịn rồi. Con trọng mỗi lần giá thôi. Đấy. Con này nó không ra đâu. Không, nó đồng. Đi. Cây không mua được, uống nước của mình về. Ở đây vừa ngắm mà nó mới sót luôn. Càng ngắm mới càng thèm, không chịu được. Rồi, khi nào anh em nổ ở cái kết thúc cái hồi sau, bọn Sài Đinh Vượng sẽ review tiếp. Bọn Sài Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.